Thưa bà con, hôm nay tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ làm một cái video để hướng dẫn bà con cách làm cái máng uống tự động cho gà, rất là tiện lợi. Một cái máng, một cái bằng cái phao tự động như thế này. Hiện nay tôi sẽ làm một cái chương trình và tôi sẽ mua 1.000 cái phao như thế này để tặng cho quý vị bà con khách hàng của mình. Tôi tặng quý vị sẽ không mất tiền một cái phao như thế đấy. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn cách mà chúng ta lắp chế một cái máng uống tự động. Có rất nhiều cách nhưng đây sẽ là một hai cách đơn giản dễ làm. Chúng ta có thể dùng cái ống nhựa 90, 110 hoặc 140. Chúng ta cắt và bịt đầu như thế này. Cái phần thân của máng chúng ta có thể kê cao hoặc là chế những cái giá để kê nó cao theo cái lứa tuổi của gà. Còn cái phao thì chúng ta sẽ đặt như thế này. Cái việc của cái phao này ấy, nó có cái tác dụng là nó sẽ ngắt nước khi lượng nước mà quá cái chân phao khoảng 1 cm. Ví dụ như tôi nhấc cái phao lên là nó sẽ nước ra nước. Khi mà nước nó đủ cái lượng phao là nó sẽ dừng lại. Chúng ta có thể dùng bằng ống nhựa hoặc là bằng cái chậu. Chúng ta lưu ý là khi mà nước ngập qua cái phao trắng này khoảng 1 cm thì nước sẽ đóng lại. Đó, rất là đơn giản. Chúng ta có thể đưa vào những cái chậu như thế này, làm cái chụp chung quanh có các cái khe để cho gà nó khỏi lội vào nữa. Chỉ cần ngập khoảng 1 cm đối với chân phao là nước sẽ tự động đóng lại. Đó. Chúng ta có thể đưa bằng đường ống. Có thể trên một đường ống dài có thể chiếu được rất nhiều đoạn máng, có thể 3, 4, 5 máng tùy theo cái nhu cầu của mình. Như vậy mỗi một cái máng như thế này ở ngoài sân, ngoài vườn thì quý vị sẽ phục vụ cho được khoảng từ 200 đến 300 con gà. Rất là tiện lợi, chúng ta có thể là vệ sinh, cọ rửa những cái vật dụng rất là dễ. Để lắp cái phao này thì chúng ta cần có những cái dụng cụ như là cút nhựa để gắn ống nước, gắn đường nước, và vòi để chúng ta đó. Như vậy là sẽ hoàn thành một cái bộ phao tự động cho gà mà tôi đã làm hoàn thiện. Chúng ta chỉ cần gắn nước vào đây thôi. Chúng ta có thể để đúng tùy vì vào cái vị trí của cái máng nước của chúng ta, vào chậu nước hoặc là vào cái máng, bất kỳ cái gì. Cái mực nước này cao hay thấp, 1 phân, 2 phân hay 3 phân nước là do chúng ta đặt cái quả phao này. Chỉ cần biết là cứ ngập khoảng 1 cm nước vào cái đít phao này là nước sẽ đứng lại. Như vậy là chúng ta đặt độ cao thấp của phao thì cũng nghĩa là chúng ta đặt độ cao thấp của nước. Đó, rất là đơn giản. Chúng ta có thể là nuôi khoảng 2.000, 3.000 con gà ngoài cái hệ thống nước ở trong chuồng. Cái này chúng ta cũng có thể lắp trong chuồng được. Ngoài ra thì chúng ta có thể lắp thêm ở bên ngoài. Với mỗi một cái đường nước như này chúng ta cần lắp một cái bình, một cái thùng nước chừng khoảng 100 đến 200 lít nước tùy theo. Và chúng ta sẽ pha thuốc riêng cho từng lúc. Ví dụ như mùa hè chúng ta có thể cho uống C điện giải hoặc là của các cái thuốc theo thời gian của mình. Đối với bà con nuôi gà ta Phùng Dầu Sơn, bắt đầu từ tháng 6 năm 2018 đến hết tháng 7
năm 2018 tôi có mua 1.000 cái phao như thế này để tặng cho bà con chăn nuôi nuôi giống gà ta Phùng Dầu Sơn, được tính từ khu vực Quảng Nam Đà Nẵng trở ra tất cả các tỉnh thành phía Bắc. Khi bà con mua gà giống xin liên hệ để được tặng miễn phí. Vâng, xin cảm ơn bà con đã chú tâm theo dõi.